Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Mới đây, Chính phủ đã trình Quốc hội đề án chủ trương đầu tư dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam. Theo đó, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam đề xuất đi qua 20 tỉnh thành với chiều dài 1.541 km, có 23 ga hành khách và 5 ga hàng hóa. Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ 67,34 tỷ đô la Mỹ. Dù có vị trí không mấy thuận tiện, tuy nhiên Nam Định vẫn được lựa chọn để xây dựng trục đường sắt cao tốc này. Theo phương án được đề xuất, tuyến đường sắt này sẽ đi qua tỉnh Nam Định. Nhà ga dự kiến đặt tại xã Mỹ Hưng, huyện Mỹ Lộc, cách ga Nam Định của tuyến đường sắt hiện hữu ở trung tâm thành phố khoảng 7 km. Lý giải việc đường sắt tốc độ cao đi vòng qua Nam Định, đại diện Ban Quản lý Dự án Đường sắt thuộc Bộ Giao thông Vận tải cho biết, vị trí ga Nam Định đã được nghiên cứu đảm bảo phù hợp với quy hoạch ngành, quốc gia, vùng và tỉnh, được địa phương thống nhất qua nhiều lần họp bàn. Ngoài người dân Nam Định, tuyến đường sắt tốc độ cao còn phục vụ cho cả vùng, gồm tỉnh Hà Nam, Thái Bình, một phần phía đông nam Hải Dương, Hưng Yên với quy mô khoảng 4 triệu dân. Ngày 18 tháng 10 năm 2024, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét báo cáo số 273 ngày 30 tháng 8 năm 2024 của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường DT377 quy hoạch mới đoạn từ điểm giao với DT377B đến điểm giao với DT383 khoảng km 11 + 200 đến km 13 + 800, huyện Khoái Châu. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất kết luận về chủ trương đồng ý việc đầu tư dự án xây dựng DT377 quy hoạch mới đoạn từ điểm giao với DT377B đến điểm giao với DT383 theo quy định của pháp luật. Ban Cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu, các cơ quan đơn vị có liên quan triển khai lập thẩm định, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư và thực hiện dự án theo quy định của pháp luật, nhất là về đầu tư công tài chính, ngân sách nhà nước, đất đai, xây dựng, giao thông, quy hoạch, thủy lợi, đê điều và bảo vệ môi trường. Rà soát xác định đầy đủ diện tích, cơ cấu, loại đất phải thu hồi và quy mô dự án, tổng mức đầu tư dự án, đặc biệt là chi phí xây dựng, chi phí dự phòng và chi phí giải phóng mặt bằng phù hợp với nhu cầu thực tế, quy mô dự án và quy mô của pháp luật. Đảm bảo đầu tư dự án đồng bộ hiệu quả và đúng tiêu chuẩn quy chuẩn theo quy mô cấp đường, loại đường, nhất thiết kế, kết cấu, nền đường, hệ thống chiếu sáng, hệ thống an toàn giao thông, hệ thống thoát nước, vỉa hè cây xanh và các hạ tầng kỹ thuật khác phù hợp với quy hoạch và cảnh quan đô thị. Lựa chọn phương án thiết kế kỹ thuật, giải pháp thi công, đầu tư hợp lý, hiệu quả, tối ưu, xác định sơ bộ các chi phí vận hành, bảo dưỡng, duy tu, bảo trì sửa chữa lớn trong giai đoạn khai thác dự án. Rà soát hệ thống, cầu cống, công trình thủy lợi, các nút giao cắt, điểm nối với các tuyến đường hiện hữu và các tuyến đường trong quy hoạch để có phương án giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, cảnh quan, kiến trúc tổng thể, tránh ách tắc xung đột giao thông, đảm bảo đầu tư hiệu quả đồng bộ, kết nối liên thông thống nhất giữa các tuyến đường. Đảm bảo việc lựa chọn quyết định đơn vị chủ đầu tư, nhà thầu, bên cung cấp hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật và có đủ năng lực thực hiện dự án hợp đồng. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng nếu dự án phải thực hiện tái định cư đối với các hộ gia đình có đất ở bị thu hồi thì phải chủ động xác định vị trí, bố trí quỹ đất để triển khai nhanh trong khu tái định cư theo quy định của pháp luật. Có phương án đảm bảo nguồn cung vật liệu xây dựng đáp ứng nhu cầu triển khai dự án. Dự án nêu trên được triển khai khi đáp ứng đầy đủ các thủ tục điều kiện theo quy định của pháp luật, đảm bảo đầu tư dự án hiệu quả, đồng bộ để góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông huyện Khoái Châu theo quy hoạch, thúc đẩy thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội của địa phương và của tỉnh. Căn cứ kết luận này, Ban Cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo rà soát hoàn thiện báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư để trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết định chủ trương đầu tư theo thẩm quyền và quy định của pháp luật, đồng thời chỉ đạo đôn đốc thực hiện dự án đảm bảo hiệu quả và tiến độ đề ra, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra giám sát, phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Trong
Trong bối cảnh năm 2024 đầy thách thức, ngành giao thông vận tải vẫn là điểm sáng về tốc độ giải ngân vốn. Mặc dù vậy, vấn đề giải phóng mặt bằng hay thiếu hụt nguyên vật liệu xây dựng vẫn luôn là bài toán nan giải, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ từ các cơ quan đơn vị và sự quyết tâm đồng lòng của toàn ngành giao thông. Đơn cử như dự án thành phần cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, theo Bộ Giao thông Vận tải, dự án này vẫn chưa đạt được tiến độ bàn giao mặt bằng như kế hoạch đề ra. Cụ thể, chỉ có dự án thành phần 3 đi qua địa phận tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bàn giao mặt bằng thi công đáp ứng yêu cầu. Dự án thành phần 1 và 2 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến nay mới được bàn giao khoảng 40%, chưa đảm bảo mặt bằng để triển khai thi công đồng loạt trên hiện trường. Nguyên nhân của sự chậm trễ này chủ yếu là do công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư tại địa bàn tỉnh Đồng Nai tiến hành rất chậm, chưa đáp ứng tiến độ theo yêu cầu của chính phủ. Bên cạnh đó, dự án Biên Hòa - Vũng Tàu còn phải đối mặt với việc điều chỉnh chủ trương đầu tư do chi phí giải phóng mặt bằng tăng cao hơn so với dự kiến ban đầu và nhu cầu bổ sung thêm nút giao tại Mỹ Xuân - Ngãi Giao để nâng cao năng lực vận tải kết nối khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải với sân bay Long Thành. Được biết, theo ước tính, tổng mức đầu tư dự án này cần điều chỉnh tăng thêm khoảng 5.400 tỷ đồng, một con số không nhỏ ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch và thời gian thi công. Không chỉ có tuyến Biên Hòa - Vũng Tàu, các dự án thành phần thuộc tuyến cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột cũng gặp phải những khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng và triển khai thi công. Theo đó, dự án thành phần 1 còn khoảng 3 km vẫn chưa được giải phóng mặt bằng hoàn toàn, trong khi dự án thành phần 2 còn khoảng 1,5 km trên địa phận huyện Krông Bôn vẫn còn một số vị trí cầu chưa thể tiếp cận để thi công do phải chờ di rời, chặt hạ rừng tự nhiên. Đường công vụ phục vụ thi công dự án thành phần 2 cũng đang gặp khó khăn khi vẫn còn một số vị trí cầu chưa thể tiếp cận để triển khai thi công do đang giải quyết vấn đề liên quan đến đất rừng tự nhiên. Đối với tuyến cao tốc Bắc Nam, hai đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau vẫn đang gặp khó khăn nghiêm trọng về nguồn cát san lấp. Mặc dù Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông Vận tải đã nhiều lần trực tiếp làm việc với các địa phương cũng như ban hành nhiều văn bản chỉ đạo giải quyết vấn đề, nhưng việc triển khai các thủ tục nâng công suất mỏ, giao mỏ mới cho nhà thầu còn chậm. Chính điều này đã làm ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công và thời gian hoàn thành các dự án. Ngoài ra, đối với dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, công tác di rời hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là hệ thống điện cao thế cũng đang gặp nhiều trở ngại. Theo lý giải của Bộ Giao thông Vận tải, đây là khâu khó khăn, phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan. Do đó, Bộ Giao thông Vận tải đánh giá yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ là nguồn nguyên vật liệu đắt, bởi với đặc thù toàn bộ các dự án thành phần đều đi qua khu vực đất yếu cần đắp gia tải, trở lún trong khoảng 10 đến 12 tháng nên tiến độ triển khai chưa đáp ứng kế hoạch đề ra, đặc biệt trong công tác thi công nền đường, xử lý nền đất yếu. Đứng trước tình trạng thiếu hụt nguồn cát nghiêm trọng, Bộ Giao thông Vận tải đã có quyết định thí điểm sử dụng cát biển thay thế cho cát sông trong một số dự án trọng điểm. Theo đó, việc sử dụng cát biển đã được triển khai trên tuyến cao tốc Bắc Nam đoạn Hậu Giang - Cà Mau và dự án Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một giải pháp mang tính đột phá trong bối cảnh nguồn cát sông ngày càng khan hiếm và việc khai thác cát trên sông tiềm ẩn nhiều rủi ro về sạt lở và tác động môi trường. Mặc dù việc sử dụng cát biển đòi hỏi sự kiểm soát nghiêm ngặt về các yếu tố môi trường cũng như phải đối mặt với nhiều thách thức kỹ thuật trong quá trình khai thác và vận chuyển, nhưng đây được xem là một hướng đi mới mang tính bền vững. Nếu thành công, giải pháp này không chỉ giúp giảm áp lực về nguồn cung cát mà còn góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, sông ngòi và bờ biển. Ngoài ra, để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, Bộ Giao thông Vận tải đã tăng cường phối hợp với các địa phương đẩy mạnh công tác bồi thường và tái định cư, đồng thời thường xuyên kiểm tra giám sát tiến độ tại các dự án quan trọng. Các địa phương như thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Long An cũng đã cam kết đẩy nhanh quá trình thu hồi đất, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà thầu thi công đồng bộ. Song song đó, việc điều chỉnh kế hoạch và nguồn vốn đầu tư cho các dự án cũng đang được Bộ Giao thông Vận tải triển khai một cách chủ động. Theo đó, Bộ đã tiến hành thẩm định và hoàn thiện các hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư, đồng thời làm việc với các bộ ngành và cơ quan liên quan để giải quyết nhanh chóng các vấn đề phát sinh.
Thực tế, thời gian qua, các dự án hạ tầng giao thông không còn hấp dẫn với nhiều nhà đầu tư do các vướng mắc khi triển khai dự án. Do đó, tháo gỡ các điểm nghẽn về pháp lý, khơi thông nguồn vốn xã hội hóa cho các dự án BOT đang khó khăn là kiến nghị của các đại biểu Quốc hội trong phiên họp tổ chiều ngày 26 tháng 10. Từ thực tiễn vướng mắc trong triển khai các dự án BOT, các đại biểu đề nghị cần bổ sung trong dự thảo nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2025, nội dung đẩy mạnh giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp xử lý các vướng mắc bất cập tại một số dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức BOT. Về căn cơ lâu dài, để đạt mục tiêu xây dựng 3.000 km đường cao tốc tới năm 2030, đòi hỏi phải có các giải pháp tháo gỡ về những khó khăn của doanh nghiệp hiện nay. Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong hơn 3 năm thực hiện luật PPP, có 31 dự án mới đang được triển khai thực hiện và 11 dự án đang chuẩn bị đầu tư theo mô hình PPP, với tổng mức đầu tư khoảng 380.000 tỷ đồng. Nhu cầu sử dụng vốn tư nhân chiếm một nửa nguồn vốn này. Chính vì vậy, việc có các chính sách khơi thông thu hút nguồn vốn tư nhân này là hết sức cấp thiết.